Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua nhà Hà Nội có diện tích rộng, nhiều phòng ngủ, ô tô đỗ cửa thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Định Công, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 48m², được xây dựng 5 tầng với 6 phòng ngủ. Giá đang được chào bán chỉ có 5,9 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là hai căn nhà riêng Hà Nội diện tích rộng nằm tại phố Định Công, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Hai căn nhà của chúng ta thì đều có hướng chính đông và diện tích là 48m², được xây dựng 5 tầng với thiết kế tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi tầng 2 phòng ngủ, khu vực tầng 5 là phòng thờ, sân phơi. Ở đây thì chúng ta sẽ có 6 phòng ngủ. Đặc biệt là cách nhà của chúng ta thì cách phố chỉ khoảng độ 20m thôi. Đấy, rất là gần. Những dòng xe cỡ nhỏ thì có thể lùi vào đến cửa nhà luôn. Ngõ ngách rất là thuận tiện. Hai căn thì đều được thiết kế giống nhau. Đấy, đều có khe thoáng đằng sau hết. Em sẽ zoom rộng lên một chút nhé. Đấy, chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh hai căn nhà luôn. Với mặt tiền là 3,3m thì căn nhà của chúng ta sẽ có chiều sâu rất là tốt. Như này thì nhà vệ sinh để giữa hai phòng của chúng ta sẽ kê đồ cũng khá là thuận tiện. Nhà phòng khách đây, phòng khách, phòng bếp. Phía sau chúng ta để bớt lại khe thoáng thì các phòng của trên của chúng ta sẽ rất là thoáng. Về phần thiết kế này thì chắc là em Phương đã quay cho anh chị rất là nhiều rồi. Rất thoáng luôn. Nhà thì cố gắng là sẽ để lại cái khe thoáng đằng sau thì nhà chúng ta sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Phía trước thoáng này. Rồi. Cầu thang gỗ 48m². Với mức giá đang được chào bán chỉ có 5,9 tỷ cho một căn nhà như thế này. Nhà gần phố. Đây, đồ nội thất lên này. Nội thất lên rất là ok. Đấy, khu này thì chúng ta sẽ không để hết khe thoáng mà sẽ để một phần thôi. Thì bên này chúng ta sẽ có một cái tủ. Đấy, rất hợp lý. Phòng như này ok rồi. Tầm diện tích 48m mà hai phòng thì ok, phòng rất là hợp lý. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể chuyển phòng khách lên đây cũng được. Dưới kia thì anh chị nào mà kinh doanh online các thứ thì sẽ rất là thuận tiện. 20m ra cái mặt phố chính rồi. Mỗi tầng 2 phòng. Như này thì sẽ có 6 phòng. Anh chị nào mà cho thuê dòng tiền thì sẽ có 7 phòng. 7 phòng cho thuê dòng tiền. Đấy. 5,9 tỷ còn thương lượng. Đấy, cho thuê dòng ra dòng tiền rất là ok luôn. Khu vực Định Công này thì rất là thuận tiện đi lại ra Giải Phóng hay là xuống Linh Đàm, Vành Đai 3 trên cao. Di chuyển rất là ok. Đặc biệt là khu Định Công này sắp tới mà quy hoạch các thứ hòm hòm xong thì cũng sẽ rất là ổn. Tầng 4 thì cũng giống tầng 3 thôi. Thiết kế giống nhau anh chị nhé. Với mức giá 5,9 tỷ này thì vẫn còn thương lượng. Cũng như mức giá cũng có sẽ thay đổi theo mức giá của thị trường anh chị nhé. Nhà rất là gần phố chính. Giờ tìm những căn nhà như thế này ít. Anh chị nhận được nào mà đang kinh doanh online, tìm nhà ngõ gần dễ tìm thì hãy đến xem căn nhà này ngay nhé. Diện tích rộng. Cách phố chính rất là gần thôi. Ngay cầu Định Công. Gần đây. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng như ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.